Cách để gọi đến điện thoại di động qua mạng Internet. WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn cách thực hiện cuộc gọi đến điện thoại của bạn từ Internet. Chương trình duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng để gọi điện thoại chính là Google Hangout. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng Skype nếu như có thẻ tín dụng trong tài khoản. 1. Mở trang Google Hangout, truy cập vào hangout.google.com. Trang Hangout cá nhân sẽ mở ra nếu như bạn đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu như bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign In đăng nhập. Ở góc bên phải của trang, nhập vào địa chỉ email và nhấp vào Next, nhập vào mật khẩu và nhấp vào Sign In. 2. Nhấp vào biểu tượng Phone Call, hình điện thoại nằm giữa trang. Phần phone, cuộc gọi điện thoại của Google Hangout sẽ được mở ra. Hầu hết cuộc gọi đến điện thoại ở Mỹ và Canada đều miễn phí. Nếu như muốn gọi điện thoại ở một quốc gia khác, bạn cần bổ sung thông tin thanh toán. 3. Nhấp vào New Conversation, cuộc trò chuyện mới. Tùy chọn này sẽ ở phía bên trên trái trang. 5. Nhấp vào nút Call, gọi, nằm bên dưới trường dữ liệu của số điện thoại. Trang đăng ký sẽ mở ra nếu như bạn chưa đăng ký với số điện thoại trên Google Hangout trước đây. Trong trường hợp này, bạn sẽ được yêu cầu xác minh một số, nhập số điện thoại, nhấp vào Next, tiếp tục, nhập vào mã xác minh, nhấp vào Verify xác minh, nhấp vào I accept, tôi đồng ý, nhấp vào Retract, tiến hành. 6. Chờ cuộc gọi được kết nối, điện thoại sẽ đổ chuông trong vài giây sau khi bạn đã nhấp vào nút Call. Lưu ý, số Hangout sẽ hiển thị Unknown, chưa biết trên điện thoại của bạn. Nếu như bạn đã thiết lập chặn cuộc gọi bị hạn chế hay chưa biết thì điện thoại sẽ không reo. Bằng Skype, 1. Bạn cần chắc chắn rằng mình có tín dụng của Skype. Khác với Google Hangout, Skype không hỗ trợ bạn thực hiện cuộc gọi trong nước miễn phí từ máy tính đến điện thoại. Nếu tài khoản Skype không có tín dụng với số tiền vài đô la thì bạn cần nạp thêm trước khi tiếp tục. 2. Mở Skype phiên bản web. Truy cập vào web.skype.com, trang Skype sẽ mở ra nếu như bạn đăng nhập vào Skype trên trình duyệt. Nếu như bạn chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại đăng ký Skype, nhấp vào Sign In và nhập mật khẩu để tiếp tục. Kể từ tháng 12 năm 2017, tính năng gọi bằng Skype phiên bản web đã không còn khả dụng trên Firefox. Bạn có thể sử dụng tính năng gọi trên Skype phiên bản web bằng Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge và Safari. 3. Nhấp vào biểu tượng trình quay số. Biểu tượng lưới gồm nhiều chấm này nằm bên trái trang, ngay phía dưới tên của bạn và thanh tìm kiếm Skype. 4. Nhập vào mã vùng quốc gia. Nhập dấu cộng theo sau mã vùng quốc gia. Chẳng hạn, nếu như bạn đang gọi điện thoại của mình tại Mỹ thì nhập cộng 1 vào đây. Nếu như bạn không biết mã vùng quốc gia, hãy nhấp vào Join Country Region, chọn quốc gia khu vực ở đầu trang, sau đó hãy nhấp vào tên quốc gia. 5. Nhập số điện thoại, nhập số điện thoại của bạn. 6. Nhấp vào biểu tượng ống nghe điện thoại màu trắng nằm trên nền xanh ở phía trên bên phải trang. 7. Nhấp vào Install Plugin, cài đặt trình cắm khi được nhắc. Nút màu xanh lá này ở giữa cửa sổ bật lên. Nếu như sử dụng Microsoft Edge, bạn hãy bỏ qua bước chờ cuộc gọi kết nối. 8. Cài đặt tiện ích mở rộng Skype, nhấp vào nút Add Extension, thêm tiện ích mở rộng màu xanh, sau đó hãy nhấp vào Add Extension. Khi được nhắc, Skype Calling sẽ được cài đặt sẵn trên trình duyệt. 9. Nhấp vào Get Plugin, nhận trình cắm, nút màu xanh lá này nằm ở giữa trang. Tập tin thiết lập sẽ bắt đầu tải về máy tính. Tùy vào những thiết lập trình duyệt mà có thể bạn cần xác nhận quá trình tải xuống hoặc chọn nơi lưu trữ trước khi tải tập tin về. 10. Nhấp đúp vào tập tin thiết lập, trình cắm Skype sẽ được cài đặt trên trình duyệt. 11. Nhấp vào Call màu xanh nằm ở giữa cửa sổ, cuộc gọi sẽ được thực hiện. 12. Chờ cuộc gọi kết nối. Chỉ cần bạn có đủ tín dụng trong tài khoản thì cuộc gọi sẽ được kết nối ngay sau vài giây. Lời khuyên, nếu như chỉ muốn tìm iPhone và đã bật được tính năng Find My Phone trên thiết bị, bạn có thể làm cho điện thoại reo từ trang Find iPhone của Apple. Cảnh báo, tránh xa những trang khẳng định rằng họ cho phép bạn gọi miễn phí bất kỳ điện thoại nào. Đa số những trang này thường không được gọi mà còn tràn ngập những quảng cáo. Do đó, số điện thoại của bạn có thể bị bán cho những nhà quảng cáo hoặc tiếp thị.